Xin chào các bạn. Trước hết, theo thông lệ, mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Trong bài học số 15 hôm trước, chúng ta đã thực hành đánh nhịp phần đầu của đoạn điệp khúc bài thánh ca Tiếng Nhạc Oai Hùng. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần sau của đoạn điệp khúc và ráp nối để hoàn thiện toàn bộ phần điệp khúc của bài thánh ca này. Mời các bạn đi vào chi tiết của bài học hôm nay. Trong bài học số 16 tiếp theo hôm nay, vấn đề tìm hiểu tác phẩm và những yêu cầu từ tác phẩm như được trình bày trong bài học số 15, chúng ta không cần nhắc lại. Tuy nhiên, trước khi đi vào thực hành đánh nhịp, chúng ta cũng cần nhấn mạnh lại rằng, khi điều khiển một tác phẩm, dù ở những chỗ có cường độ mạnh hay yếu, lớn hoặc nhỏ, thì tay nhịp của ca trưởng vẫn luôn phải cố gắng giữ được sơ đồ tiết tấu cơ bản của nhịp 4-4. Đồng thời, từ việc khởi tấu, vào bè, tăng giảm cường độ, tạo cao trào, thay đổi nhịp độ cho đến việc kết thúc tác phẩm, thì ngôn ngữ cử chỉ của ca trưởng phải luôn báo trước kịp thời, mời gọi đúng lúc. Để thực hiện được nguyên tắc này thì ngôn ngữ cơ thể nói chung và tay nhịp của ca trưởng nói riêng luôn phải đón đầu phách của bè kế tiếp để có thể báo trước, ra hiệu và điều khiển cho ca đoàn một cách hiệu quả nhất. Cụ thể vấn đề đón đầu phách của bè kế tiếp, mời các bạn cùng tìm hiểu và thực hành. Vấn đề đón đầu phách của bè kế tiếp, mời các bạn nhìn vào bản nhạc với những đường nối từ bè trên xuống bè dưới và từ bè dưới lên bè trên. Điều này báo cho chúng ta biết tư duy và các động tác của người ca nhạc trưởng phải luôn nối được giữa các bè với nhau. Cụ thể chúng ta có thể đọc: đồng thanh ta hát khen, ta hát khen, mừng ta hát khen, bao đấng anh hùng, bao đấng anh xưa đã thắng gian lao. Và câu sau cũng đúng như vậy. Đồng thanh ta hát khen, ta hát khen, mừng ta hát khen, bao đấng anh hùng, bao đấng anh nay chiến thắng khải hoàn. Đó là cách thức tư duy và thể hiện ra qua những động tác điều khiển của người ca nhạc trưởng. Bây giờ mời các bạn xem đánh nhịp trước một lần. Vừa rồi các bạn đã xem đánh nhịp trước một lần, bây giờ mời các bạn đi vào thực tập chi tiết từng câu. Ở phần đầu hôm trước gồm có 2 câu nhưng ngắn hơn, còn 2 câu của phần sau hôm nay khá dài. Câu thứ nhất, khởi tấu ở phách thứ 4, ca trưởng lấy hơi phách thứ 3, từ trong đi ra, mời hai bè nữ. Lấy hơi, đồng, thanh, ta, hát, khen. Ta hát khen, mừng ta hát khen, bao đấng anh hùng, bao đấng anh xưa chiến thắng gian lao, tỏa cao chói lói trên trời hiển vinh muôn đời. Mời các bạn thực tập lại một lần nữa. Lấy hơi, đồng thanh ta hát khen, ta hát khen, mừng ta hát khen, bao đấng anh hùng, bao đấng anh xưa chiến thắng gian lao, tỏa cao chói lói trên trời hiển vinh muôn đời.
Câu cuối cùng còn lại cũng hoàn toàn tương tự như câu vừa rồi. Mời các bạn tiếp tục thực tập. Lấy hơi đồng thanh ta hát khen, ta hát khen mừng, ta hát khen bao đấng anh hùng, bao đấng anh nay chiến thắng khải hoàn trên chốn phúc vinh. Sáng ngời hai ba bốn ngắt. Mời các bạn thực tập lại một lần nữa. Lấy hơi đồng thanh ta hát khen, ta hát khen mừng, ta hát khen bao đấng anh hùng, bao đấng anh nay chiến thắng khải hoàn trên chốn phúc vinh. Sáng ngời hai ba bốn ngắt. Bây giờ mời các bạn thực tập ráp cả hai câu liền một mạch với nhau. Xin mời. Đồng thanh ta hát khen, ta hát khen mừng, ta hát khen bao đấng anh hùng, bao đấng anh xưa chiến thắng gian lao tỏa cao chói lói trên trời hiển vinh. Muôn đời đồng thanh ta hát khen, ta hát khen mừng, ta hát khen bao đấng anh hùng, bao đấng anh nay chiến thắng khải hoàn trên chốn phúc vinh. Sáng ngời hai ba bốn ngắt. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát. Vừa rồi chúng ta đã thực hành xong phần sau của đoạn điệp khúc bài Tiếng Nhạc Oai Hùng. Bây giờ để cho hoàn thiện toàn bộ phần điệp khúc của bài này, mời các bạn ráp phần đầu của bài học hôm trước với phần sau của bài học hôm nay. Trong bài học lần trước chúng ta đã thực hành rất kỹ đoạn đầu phần điệp khúc, mời các bạn ôn lại. Lấy hơi tiếng nhạc oai hùng, tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời Việt Nam. Hai ba bốn tấm lòng yêu mến, tấm lòng yêu mến con thiết tha hòa khúc khải hoàn ca. Hai ba đồng thanh ta hát khen, ta hát khen mừng. Chúng ta chỉ cần ôn lại một phần như thế để nhớ lại bài cũ. Bây giờ mời các bạn ráp tay nhịp cùng với tiếng đàn, tiếng hát cho cả đoạn điệp khúc bài thánh ca Tiếng Nhạc Oai Hùng. Tôi yêu mến, tôi yêu mến con thiên.
Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Mong các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ được nhịp 4/4 với những tiết tấu đơn giản đến phức tạp. Trong bài học lần tới, chúng ta sẽ học về nhịp 6/8. Chúc các bạn ôn luyện thành công và hẹn gặp lại trong bài tới.